các bạn trở lại với trang công nghệ của TLD. Hôm nay thì tớ nhận được một câu hỏi như này. Em đang có nhu cầu mua một chiếc MacBook phiên bản năm 2018. Và em có nghe rất nhiều bạn hỏi và các bạn mà có kiểu dạng như tư vấn. Thì cho em hỏi là hiện cái dòng MacBook 2018 nó có bị lỗi gì hay không? Và hiện thực tế thì chiếc máy này giá thành và cả hiệu năng sử dụng của nó liệu có đáp ứng được hay không? Thì anh có thể làm một video đánh giá chi tiết. Thưa các bạn, thì mỗi một dòng sản phẩm ra để mà dùng được tốt hay không thì thường chúng ta sẽ mất một thời gian để chúng ta đánh giá. Tính đến thời điểm bây giờ thì chiếc MacBook cũng đã ra mắt được một thời gian. Thì hôm nay mình sẽ làm một video. Đúng ra là mình vừa dùng kinh nghiệm để mình bán hàng và kinh nghiệm mình sử dụng những chiếc MacBook này. Thực tế nó như nào thì mình sẽ nói một lời chân thành đến tất cả các bạn để cho các bạn có nhu cầu mua những chiếc MacBook và chúng ta sẽ đánh giá. Bản là hình thức của phiên bản 2018 nó sẽ không khác gì với phiên bản 2016 và 2017. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn đây. Chắc có lẽ thì mình không cần phải giới thiệu thêm. Cải tiến lớn nhất đó là công nghệ cánh bướm 3 trên bàn phím. Đây thưa các bạn. Trọng lượng vẫn giữ nguyên. Âm thanh to hơn, màn hình đẹp hơn. Bàn phím thì theo Apple giới thiệu cái hành trình phím cao hơn, giúp cho chúng ta trải nghiệm phím tốt hơn, khắc phục được các nhược điểm cũ cho phiên bản cũ. Và bây giờ tớ sẽ thử test cái màn hình phiên bản năm 2018, thử test âm thanh và thử test hiệu năng, mời các bạn đón xem. Mình đã nói đến ưu điểm, phải nói lên rất là nhiều, nhưng mà nhược điểm trên các dòng MacBook đó là gì? Với một chiếc máy quá mỏng và toàn bộ lớp vỏ bằng hợp kim nhôm, nếu như các bạn sử dụng lâu thì mình cũng đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng gọi điện cho mình. Tại vì sao chiếc MacBook này nó lại nóng như vậy? Thưa các bạn, mình nói thẳng ra cũng đã có kinh nghiệm dùng khá lâu cái dòng MacBook. Nếu như chạy ở hiệu năng cao, mình nói xin lỗi với anh em luôn, để vào mùa hè, nếu chúng ta chỉ mặc quần đùi, chúng ta cho lên đùi, nó phải nói là nóng bỏng đùi luôn, cảm giác rất là khó chịu. Sau rất nhiều năm sản xuất thì cái nhược điểm này có lẽ là sẽ không khắc phục được trên các dòng MacBook. Bởi vì vỏ nhôm thì dẫn nhiệt rồi, thì các bạn đều biết rồi. Chính vì thế nên nó tản nhiệt ra cũng khá nóng. Bởi vì một chiếc máy nó lại mỏng nữa, chắc chắn khả năng tản nhiệt nó sẽ không thể tốt bằng những chiếc máy dày mà chúng ta sử dụng. Cảm nhận về bàn phím, thực ra nếu mà chúng ta đã sử dụng các dòng MacBook cũ thì bàn phím nó cao và lồi hơn. Chính vì thế cảm giác gõ, mình nói thẳng là sướng hơn so với phiên bản dùng MacBook mới. Đây là cái cảm nghĩ hoàn toàn và cái cảm nhận hoàn toàn của những người mới bắt đầu sử dụng phiên bản mới. Nên các bạn này, hành trình phím nó thấp. Nhưng khi chúng ta sử dụng quen thì chúng ta sẽ chấp nhận dần. Bởi vì để làm được như này, nó mỏng như này thì chiếc máy nó mới mỏng đi và chúng ta gập vào thì màn hình, cái bàn phím nó không in lên trên màn hình. Còn nếu mà trải nghiệm về touchpad của Apple, tất cả các dòng máy tính mình đã sở hữu từ XPS này, Lenovo này, từ các dòng Signature này, thua hết, riêng touchpad thua hết của Apple. Nó sử dụng quá sướng luôn, to, rộng và hỗ trợ cảm ứng không khác gì như một chiếc màn hình iPhone chúng ta sở hữu. Cái tính năng này mình rất thích. Trải nghiệm qua về âm thanh thì các bạn thấy rồi, âm thanh của nó thì nghe rất to, rõ ràng và rất là hay. Là một dòng sản phẩm để hỗ trợ giải trí cũng như những các ứng dụng mà chúng ta sử dụng, như là các bạn làm lập trình này, các bạn làm ảnh này. Các bạn để ý các DJ trên thế giới họ sử dụng MacBook cũng rất nhiều bởi vì âm thanh của nó ra rất là hay. Đây, mình mở thử cho anh em này, nó to cực kỳ luôn. Đây là chiếc 15 inch thì loa nó sẽ có 3 loa to hơn, còn chiếc 13 inch thì loa nhỏ hơn một chút. Còn nếu mà nói về camera FaceTime trên MacBook, nếu như ở cái phòng mà có ánh sáng đủ thì hình ảnh nó rất là đẹp. Những cái nhược điểm của những phòng mà thiếu ánh sáng, ví dụ mình đang thử đây, thì nó sẽ có nhiễu ở trên này. Thực tế mà nói thì camera trên MacBook không tốt cho lắm. Mình phải nói thẳng với anh em là không tốt cho lắm. So với camera trên iPhone X hoặc các phiên bản iPhone mới thì trên MacBook nó thua hẳn. Camera này chỉ chấp nhận được nếu mà chúng ta kiểu như nói chuyện bạn bè ở những chỗ mà ánh sáng nó đầy đủ, nó bật lên đẹp thì chúng ta sẽ gọi điện FaceTime thì nó sẽ rất là đẹp. Nói qua cổng kết nối trên MacBook, nếu như một vài năm trước phiên bản đầu tiên nó ra phiên bản năm 2015 có phiên bản lưu mát thì các bạn biết đó là cổng USB Type-C. Thì chúng ta đã phản hồi là một chiếc máy mà chỉ có một cổng duy nhất thì rất là bí bách và khi chúng ta cắm vào thì rất là phiền toái. Và đến phiên bản mới hơn, đến bây giờ 2018 thì Apple chỉ trang bị Thunderbolt. Nếu mà nói về lý thuyết thì người dùng sẽ rất là khó chịu bởi vì những cái cổng này thì hoàn toàn không tương thích với những cái cổng truyền thống. Nếu như chúng ta cắm ra một chiếc TV đời cũ, một chiếc màn hình đời cũ hoặc một thiết bị gì đó, chẳng hạn chuột chiếc ABC, các thiết bị gắn ngoài, thì Thunderbolt nó lại không tương thích. Nhưng thưa các bạn, là Apple bao giờ cũng đi trước một chút về tiên phong về công nghệ. Vài năm trước thì chúng ta nhìn thấy những chiếc máy có Thunderbolt
thì nó rất là ít, nhưng hiện nay kể cả trên laptop, Thunderbolt đã xuất hiện quá nhiều. Mặc dù một cái cổng chỉ bé như này, nó vừa có khả năng sạc pin, vừa có khả năng kết nối âm thanh và hình ảnh, truyền tải những các ứng dụng ra ngoài, và chúng ta có thể cắm kết nối ra hẳn một cặp màn hình gắn bên ngoài, nó còn gọi là eGPU qua Thunderbolt, giúp chúng ta tăng tốc độ xử lý của GPU, có nghĩa cả màn hình, cho chiếc máy MacBook của chúng ta nhanh hơn. Nói chung là đã chấp nhận dùng dòng sản phẩm Mac, đã chấp nhận mà dùng những dòng sản phẩm công nghệ cao, thì chúng ta phải chấp nhận mua những thiết bị có hỗ trợ như này. Nhưng mà nó sẽ hơi bất tiện một chút, và họ moi tiền của mình rất là giỏi. Chúng ta mua một bộ thiết bị chuyển đổi ngon lành cũng phải ở tầm 8-900, ngon hơn nữa vài ba triệu. Đấy, đây là một cái nhược điểm và cũng là ưu điểm trên một số dòng Apple. Bởi vì nó mỏng như này thì chiếc máy nó mới mỏng chứ, còn nếu mà trang bị USB hoặc các cổng truyền thống cũ thì nó dày làm sao mà mỏng được như này. Chỗ này ngắn gọn những suy nghĩ của mình về sản phẩm dòng MacBook Pro 2018. Thưa các bạn, nếu mà phải nói về cấu hình thì mình khẳng định với anh em, riêng phiên bản năm 2018 họ đã nâng cấp phần cứng cực kỳ mạnh mẽ. Trên phiên bản 13 inch thì các bạn đều biết là nâng lên Corvette R, mặc dù là thế hệ chip U nhưng nâng số lõi lên 4 lõi 8 luồng. Trên dòng 15 inch thì đã nâng lên chip Corvette thế hệ thứ 8 chip H hoặc Core i9, 6 lõi 12 luồng. Nếu mà nói về hiệu năng tổng thể thì chiếc MacBook phiên bản 15 inch có thể nhanh hơn đến 70% so với phiên bản MacBook cũ trong một số trường hợp test bằng phần mềm cũng như những ứng dụng. Trên phiên bản 13 inch thì nó nhanh hơn khoảng 25-30% hiệu năng trên một số ứng dụng phần mềm. Những cải tiến trên phiên bản này là gì? Màn hình thì các bạn đã biết, mặc dù vẫn giữ nguyên độ phân giải của nó nhưng độ sáng lớn hơn lên đến 500 nits. Ứng dụng công nghệ màn hình chi tông hỗ trợ cảm ứng theo môi trường, giúp cho mắt chúng ta nhìn làm sao nó phù hợp, ánh sáng làm sao nó phù hợp mà không bị hại mắt. Đây là tính năng rất cao cấp. Thứ ba đó là được trang bị chip bảo mật T2, giúp cho chủ của những chiếc máy này luôn bảo mật dữ liệu tốt hơn so với phiên bản cũ. Thứ tư đó là công nghệ bàn phím. Theo như các bạn đều biết, nếu như các phiên bản cũ thì cũng có rất nhiều bạn phản hồi mà bản thân mình cũng phải ghi nhận, đó là bàn phím của nó hành trình phím quá thấp và rất dễ dẫn đến tình trạng đó là kẹt bàn phím. Và Apple cũng ghi nhận đây là trường hợp lỗi của họ. Nhưng Apple đã ra một chính sách rất là ok, đó là chu kỳ bảo hành bàn phím miễn phí trong vòng 4 năm. Mình thấy Apple làm rất được. Kể cả màn hình, các phiên bản 2016, 2017 đều được bảo hành chu kỳ màn hình 45 năm. Nhưng mà riêng phiên bản năm 2018 thì chưa ghi nhận là có lỗi bong chóng lóa màn hình hay có lỗi bàn phím. Chính vì thế mình cũng chưa nhận được sự phản hồi của khách hàng là phiên bản năm 2018 lỗi. Còn khi trải nghiệm thực tế thì các bạn để thấy là hiệu năng của nó tăng rất cao. Nhưng mà tất cả những cái ưu điểm thì cũng phải nói đến nhược điểm. Đó là thời lượng pin của những chiếc máy này hoàn toàn không nâng cấp lên. Nó vẫn dùng được khoảng 10 giờ theo thông số của nhà sản xuất. Nhưng khi dùng thực tế, những cái phần mềm và chúng ta dùng, chiếc 13 inch nó cũng chỉ trụ được khoảng 4-5 giờ. Và chiếc 15 inch cũng hơn một chút. Hoàn toàn không được cái thời gian 10 tiếng như nhà sản xuất. 10 tiếng ở đây có nghĩa là chúng ta chỉ nghe nhạc và độ sáng màn hình thấp và ứng dụng thêm một vài thứ. Nhưng thưa các bạn, là chiếc máy chúng ta sinh ra để sử dụng chứ đâu phải là chỉ để làm những cái môi trường đơn giản. Chính vì thế là mình nói thẳng với anh em, nó sẽ không chống trụ được 10 giờ chúng ta sử dụng một ngày. Tóm tắt lại thì nếu sử dụng ở hiệu năng trung bình thì tương đương một ngày chúng ta đi làm 8 tiếng là chúng ta không cần phải lo lắng đến sạc chiếc máy này. Cứng thì các bạn đều biết CPU đã nâng cấp và RAM lần đầu tiên trên phiên bản 15 inch có bộ nhớ lên đến 32GB RAM. Lần đầu tiên trên phiên bản 13 inch có ổ cứng 2T và lần đầu tiên trên phiên bản 15 inch có ổ cứng 4T. Thêm một tính năng nữa đó là chip âm thanh của nó cũng hỗ trợ hay hơn. Và màn hình vừa nãy quên mình không giới thiệu, đó là độ sáng. Độ sáng thì hơn rồi, nhưng mà tỷ lệ màu lên đến 25% sRGB so với phiên bản cũ. Cuối cùng đó là hai series trên các phiên bản mới. Nẽ ra chúng ta phải bấm vào để gọi thì bây giờ chúng ta có thể dùng giọng nói và chúng ta dạy cho chiếc máy này những cái tính năng mà chúng ta cần thiết, chúng ta gọi thì chiếc máy nó sẽ tự động mở lên những cái phần mềm chúng ta yêu cầu. Còn điểm yếu cuối cùng đó là về giá thành. Thưa các bạn, là MacBook chưa bao giờ rẻ, giá thành của nó chưa bao giờ thấp và nó không dành cho những người không có điều kiện. Một phiên bản MacBook cấu hình rất cùi so với ở đâu, so với những chiếc laptop Windows. Hiện nay với một chiếc 13 inch được trang bị vi xử lý i5 RAM 8GB SD256, các bạn biết giá thành trên thị trường khoảng hơn 40 triệu đồng. Trong khi đó một phiên bản i5 nếu mà so sánh với những thương hiệu mà cho là cao cấp đi, như XPS đi,
hoặc như các dòng Spectre của HP thì nó cũng chỉ dao động khoảng ở mức 30 triệu đồng hoặc hơn 30 triệu đồng một chút. Còn nếu mà ở các dòng máy tính thông thường với cấu hình thông thường thì nó ở mức khoảng 20 củ. Là tính giảm thì mình sẽ MacBook nó sẽ đắt hơn khoảng 100% so với những chiếc laptop thông thường, đắt gấp đôi, còn gọi là đắt gấp đôi. Còn cuối cùng một lời mình phải nói luôn, đó là hiệu năng về đồ họa và hiệu năng chơi game. Nếu để so sánh với một chiếc laptop sử dụng Win thì chiếc MacBook sẽ không có khả năng là đối thủ. Bởi vì với tầm tiền này chúng ta có thể mua được những chiếc laptop Win cấu hình rất khủng, hoặc có thể build ta một chiếc PC cũng rất là khủng. Nhưng mà MacBook thì lại không làm được vậy. Tóm tắt ở đây thì nếu mà so sánh về hiệu năng thua Win hoàn toàn, so sánh về giá thua máy Win hoàn toàn. Nhưng để nói về độ thẩm mỹ thương hiệu thì Apple đã làm quá tốt, moi tiền của người dùng quá tốt các bạn nhé. Còn nếu mà nó lỗi thì mình trả lời luôn với anh em là phiên bản năm 2018 hiệu năng hoàn toàn đáp ứng được. Kể cả phiên bản Core i9 đã một thời gian vừa rồi rất nhiều bạn nghi ngại đó là nó quá mỏng sẽ giúp cho chiếc máy quá nóng. Nhưng thưa các bạn thì Apple đã cập nhật phiên bản mới, nó khắc phục được nhược điểm hoàn toàn. Nhưng một chiếc máy mỏng nhẹ thì hiệu năng chắc chắn nó sẽ tùy biến theo cấu hình, và Apple là một công ty nghiên cứu phần cứng, nghiên cứu những cái công nghệ sản xuất họ rất giỏi. Đừng có nói là họ không biết. Họ sản xuất ra một chiếc máy là họ đã thử và trải nghiệm, còn mọi thứ chỉ là chiêu trò để PR bán sản phẩm mà thôi. Còn nếu mà những fan trung thành với Apple, các bạn đều là những người có điều kiện về kinh tế, chúng ta thích thì chúng ta sẽ mua. Còn nếu đối với các bạn mà không có điều kiện về kinh tế thì theo mình phải lên tính toán. Còn nếu như không có tiền để sở hữu những phiên bản mới thì chúng ta có thể sở hữu những phiên bản MacBook cũ để trải nghiệm, để biết Apple nó như nào. Thì cũng chỉ tầm tiền từ 15 đến 20 triệu là chúng ta sẽ có một chiếc MacBook dùng khá ngon rồi. Và bây giờ chương trình đánh giá về dòng sản phẩm và cảm nghĩ các dòng sản phẩm MacBook Pro phiên bản 2018 của mình xin đến đây là khép lại. Và bây giờ, thân chào các bạn và hẹn gặp lại.